thì mình để dây gan. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cái phần máy ở trên dở ra. Dạ. Dở ra hết luôn. Dở ra hết. Dừng tôn lên. Rồi bây giờ cái phần ở dưới này nè là anh lót gạch tàu. Dạ. Ồ, lót gạch men. Gạch men. Dán lên cho em vài miếng lên đây. Đó gạch đó đi, chị kêu trừa dạ. lại đó đi, nó đi sắt đó. Đi bơi lại. Gửi cho em thêm 5 triệu nữa là chú Hải ủng hộ được 7 triệu. Đó, chị Xuyên ở Nhật Bản gửi cho mình 20 triệu. Đó, rồi chị Yến ở Sài Gòn ủng hộ mình 5 triệu. Vậy tổng cộng số tiền là mình có là 32 triệu. Mình xin nó nữa là đẹp và mạnh, mình Quân sẽ luôn ủng hộ mình. Mình cứ làm sao đúng với cái lương tâm của mình là được rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Sang và chị Trang. Hai vợ chồng Sang Trang mà có 5 đứa con và sống trong căn nhà một nát của cô bác quý anh chị. Và đi đến đây với anh Hoa thì bây giờ bị mấy con chó nó ở đây nó ghê quá. Và điều hôm nay Bùi Hồ đến đây vì có sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân và cất nhà cho anh Sang như thế này. Thành thử ra là Bùi Hồ qua đây. Đi anh Hoa ơi, không sao đâu. Ê, ta không có làm động mi nha. Và nhà anh Sang thì tiến hành cất mấy ngày nay khoảng 2-3 ngày gì đó. Bất ngờ không? Trời Phật ơi. Em chạy bất ngờ mà. Gì hả? Dạ. Chị chạy xuống đây canh lần gặp con thợ hồ kêu uống lạnh chút nữa mà không chạy về uống lạnh chút nát thôi. Đây cô bác có gì? Đây là nhà lúc trước á. Thì cái nhà của anh Sang với chị Trang ở ngoài trước này nè, là mưa dột mấy đứa bé ngủ không có được luôn. Sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân lát tí xíu nữa đã nói sự ủng hộ đây nè, một nát mà trước này cô bác của anh chị. Và hôm nay và đi đường này có sự ủng hộ nhiệt Mạnh Thường Quân mà nhà anh Sang thoát khỏi cái nơ một nát. Còn làm cứ buồn đùa với đại hôm trước là mình nói là 4-6 và bây giờ là 8 luôn, dài luôn đó. Ồ này là vừa bán vừa cho đó đúng không? Đúng rồi, vừa bán vừa cho. Ừ. Đang lao quá hả chị? Đang lao thợ hồ nó mới dĩa thầy. Ôi bây giờ sao mình nhiều màu quá ta? Phải một màu thôi được. Cái này cũng như mình mua gạch này nó cũ cho nó rẻ. Ở ngoài có xây mấy viên gạch không chị? Có, xây lên 2 viên 2 thước luôn. Ra 2 thước nữa đó. Ừ. Giờ mới kêu thợ này, mới thợ này còn làm bữa nữa. Chị tới làm là sao? Thợ dài hả anh Sang? Thợ dài hả? Thợ dài chứ giờ. Anh đang làm với chị hả? Ôi cái này phải hôm trước đừng có tiết kiệm tiền mua một màu vậy thôi. Ừ. Không cần cũng được. Đăng lên 2 viên phải không chị? Lên 2 viên. Ừ. Toàn đồ hết được không? Anh luôn, bây giờ chị còn làm nhất đó. Thôi bây giờ tháo vách này ra luôn đi nha. Đúng rồi. Tháo vách này với chị làm ngang cửa buồn nè ta. Cái hộp. Con nó lớn rồi. Giờ chặn ngang cho nó cái cửa buồn trong này. Vợ chồng nó ngủ trong, con nó ngủ ở trước. Bây giờ thì chị tháo vách này ra giùm em. Ừ, chị tháo vách đó luôn đó rồi. Dừng pon mới. Mới hết luôn. Mới hết luôn. Ừ. Và cái như thế này. Đây là cái khung bếp của mình đúng không? Đúng rồi. Đúng anh Sang? Thì cái khung bếp này thì bây giờ gạch này xây lên có tốn nhiều tiền không ta? Để ghê quá vậy. Không, để nó đi cân rồi nữa mơ chị kêu ông Út xuống. Ông Út xuống ông làm cái nhà tắm lại. Rồi cái thay cho nó. Thay gì? Ấy xi măng mà tô lên bắt đầu mình rách chơi. Em thấy mục quá nguy hiểm không ta? Không, còn cứng lắm, thấy còn cứng quá chị mới đè kêu để đó. Cứng lắm. Dần luôn cái này đi, không có nhiêu tiền đó chị ạ. Ừ. Dần luôn cái này chừng 700 ngàn chứ gì. Đúng rồi, bữa đó tại vì chị tính kêu mà cái ông thợ này nè, đập cái vách này kêu sang đập cái vách này luôn mà ông nó còn cứng quá đập ổn. Đập là đi. Dừng này luôn nè. Dừng thiết này luôn nó êm. Bây giờ như thế này nè. Làm em có mấy chị làm thêm cái này cho em dần lên để đâu mưa nó tạt không cái đó còn tiếp còn dần xuống nữa dần xuống nữa khỏi đi ấy ra luôn làm luôn cho em làm mới nữa làm mới cho em với cái này với cái vách này cho em. Ừ, thì là vách nó phải làm nữa rồi đó, với lại cái vách này rồi làm thêm bây giờ gạch còn thiếu không mà sao em thấy chấp giá vậy ta. Gạch này hả? Ờ. Gạch này nè chị, tại vì gạch tàu của nó còn nó dày nè, bây giờ kệ nó đi ở trong đây. Rồi nữa mình chùi lao lại. Trong nhà bếp mình không cần. Ừ. Nó. Nhà rộng ghê ha. Rộng êm sao. Mua toàn giày không luôn. Nói chung là nguyên cái dừng ở trên này là dừng lại hết nè cô bác của anh chị. Máy này nè.
Rồi sau đó rồi coi tính của mình tính cất là còn dư tiền là mua lại hết cho anh Sang mùng mền chiếu gối rồi đó. Cái gạch này thì cũng được nhưng mà nhiều màu quá thành đỡ là nó không có thẩm mỹ, nhưng mà mình tiết kiệm. Tiết kiệm là cửa này em lắm là sao? Nè, vô á con. Nó. Em lắm. Còn dựng đây nữa. Còn làm bữa nữa cửa sau nữa. Còn nhà vệ sinh sửa lại nha chị nha. Nữa nhà vệ sinh luôn. Đo thiết là ngày qua hết rồi. Nhà vệ sinh này anh Sang ơi, anh Sang, anh với chị ra đây em nói nha. Hai đứa hai chồng ở đó quay em cái kìa. Nhà vệ sinh của bác của anh chị phải sửa lại. Mày đi ra cho người ta nhìn thấy. Anh Sang. Hai chồng mày cá. Bây giờ chị luôn. Trời ơi thôi. Bây giờ cái nhà vệ sinh của mình như vậy á thì cái hố ga thì mình để ra gan. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cái phần máy ở trên dỡ ra. Dạ. Dỡ ra hết luôn. Dỡ ra hết. Dần ton lên. Rồi bây giờ cái phần ở dưới này nè là anh lót gạch tàu. Ôi lót gạch men. Gạch men. Dán lên cho em vài miếng lên đây. Đó gạch đó đi, chị kêu trừa lại đó, nó đi sắt đó. Đi bơi lại. Rồi làm cửa, gắn cửa vô cho em. Ha. Gắn cửa mới lại cho em. Rồi thì nó không có nhiêu tiền hết trơn á, cái đó nó không có nhiêu tiền. Tiền bây giờ thì cũng đủ, bảo đảm là đủ. Ha. Rồi bây giờ thấy hai vợ chồng thấy nhà gì thấy sao rồi? Thấy rất là mừng. Thấy cũng mừng lắm. Dạ hả? Hơi sợ bị mưa tạt. Tại vì sợ mưa tạt mấy đứa nhỏ hay tội nghiệp. Rồi không ngày mấy trận mưa rồi núp trốn ở đâu? Núp ngay ngay chằng cạnh giường. Chỗ đó luôn á. Chỗ đó chủ luôn. Dạ. Cái này nhà này là của anh Sang là ngày mai khoảng tuần sau em lại là xong. Ở xong nhưng mà có cái như thế này là mình tiết kiệm, thành thử ra lúc trước là mình tính để gạch tàu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đem gạch này lên thì nó đẹp. Đẹp về cái nó năng độ cao gáo á, nhưng mà màu á thì nó chưa có ấy á chị. Nên thành thử là kệ mình tiết kiệm nào được tiết kiệm, nó liền lạc là được rồi. Và chị cái nơi này á mình dừng lại xong á là mình mua quan âm đồ thờ luôn đi, được không? Không. Không được, cái này ở trong ngủ này hả? Là chị để cho nó ngủ. Nè chị làm cái cửa buồng chặn ngang đây. Ừ. Ngang đây, để ngoài trước này một cái chổng cho con nó đồ với cái bàn inox. Chị mua bàn inox rồi. Nó rồi mình lấy thờ thì mình để cái vách này trong này cho nó thờ chứ không có thờ trong đây. Nói gì đó. Có nghĩa là chỗ này là mình làm chẳng thiết ngang luôn. Cái giường ở đây đi. Đúng rồi, trong này cái giường, trong này cái giường. Chị mua tiếp hai. Chị nữa mua hai cái giường. Ừ. Con nhìn thì ghê quá. Ừ. Nhưng mà giường cái này thấy nó đẹp đẽ lên nè. Ừ. Đẹp lắm. Toàn dày không luôn. Ừ. Làm cho nó chắc chắn luôn mà. Chị là phải. Có hai chuyện là sau khi ấy mình làm chị ấy cho em. Một là cái này nè. Ừ. Đập ra đi, nó anh thợ đập ra dần y găng này về cho em đây. Vậy là anh Sang bắt đầu đập đi. Anh Sang, ngày mai cứ đập này ra đây, dần bằng con này cho em. Rồi cái này, dỡ ra làm lại luôn. Làm lại luôn, ừ. Với lại cái nhà vệ sinh. Ừ. Rồi sau đó còn thống kê bao nhiêu tiền nữa là em nói lại. Ừ. Nè Sang đừng có cái này nữa, tao biểu mày đừng có ra nữa, gỡ này lên. Để tao để làm nhà tắm. Không thì nữa mua gạch mới đi chị. Không, cái gạch này chị làm dựng đứng lên. Dựng đứng ngay vách nè. Đủ không? Hả? Đâu, đây nè, tao là làm rồi. Còn cái gạch lót thì mình mua gạch lỗ gì nè, đừng cho nó đi, đừng có chợt. Rồi. Thấy không? Có nghĩa là theo lúc trước á thì mình với lại chị tính là mình làm 4-6 thôi, là có ngang tới đây thôi. Tới đây nè. Nhưng mà nâng ra đây thì cho nó rộng hơn. Thôi bây giờ anh Sang ngưng làm đi. Ngân thì em sẽ chị qua đây luôn đi. Thì ngồi đi hai vợ chồng sang trang rồi thiệt luôn nè. Ngồi thấy làm lụi hụi cực quá hả? Qua đây ngồi đi chị. Rồi sao thấy giờ gia đình mình vài ngày nữa là có nơi mới rồi. Dạ. Rồi mừng không? Dạ rất là mừng được có ngôi nhà mới. Ừ. Có ngôi nhà mới cũng nói chung là cũng nhờ Mạnh Thường Quân. Dạ. Với lại chị hỗ trợ tiếp đây nè. Dạ. Nói chung là cũng cực khổ để mà tới đây, chị là dân địa phương ở đây biết. Nên thành thử là sẽ cố gắng làm cho mình có nhà mới, đặc biệt là các bé đừng có xanh nữa nha. Lóc tóc lên kia nhìn. Bây giờ là ngày mai á chị, thì sau khi quay clip này xong cho Mạnh Thường Quân xem á thì chị coi giùm em 3 phần. Một là cái vách ở bên đó, hai là đập cái vách tường này ra, và ba là cái nhà vệ sinh phải sạch sẽ và có vừa có cửa với lại có cái gì ta? Lợp thiết lại với lại dán lại cho nó sạch. Cái nhà vệ sinh là cái nơi quan trọng nhất.
tại nơi đó là mình thường đến và mình phải sự giữ sạch sẽ cho các bé nha. Nha anh. Rồi hôm nay thì đến đây đó để xây được cái nhà này thì cũng bởi sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Em chỉ là một cầu nối thôi. Và nếu như mà xây còn tiền thì mình sẽ tính tiếp nha. Và em xin thông qua danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mình. Trước đây thì cũng có em thông báo là chú Hải ủng hộ 2 triệu, chú Hải ở Úc á, ủng hộ mình 2 triệu đó, nhớ không? Thì chú Hải ở Úc này mới gửi cho em thêm 5 triệu nữa là chú Hải ủng hộ được 7 triệu. Đó, chị Xuyên ở Nhật Bản gửi cho mình 20 triệu. Đó, rồi chị Yến ở Sài Gòn ủng hộ mình 5 triệu. Vậy tổng cộng số tiền mình là mình có là 32 triệu. Đó, vậy là nói vậy làm cho nó yên tâm. 32 triệu là số tiền này mình làm cắt nhà xong mà lót gạch này mình làm thoải mái. Thoải mái rồi phải không? Em nói vậy cho chị em biết nên là nữ ra là em nói cái nào chị cứ làm thì nó không có nhiêu tiền. Tại công ở đây người ta miễn phí rồi đó. Mình chỉ tốn tiền vật tư thôi. Sắt. Đó, sắt. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin qua thông qua danh sách Mạnh Thường Quân. Đó là chú Hải ở Úc 7 triệu đồng. Chị Xuyên ở Nhật Bản 20 triệu đồng. Chị Yến ở Sài Gòn và 5 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mình là 32 triệu đồng. Hôm trước thì em chi cái 20 triệu đồng để mua một số vật dụng. Và hiện thì sau này, sau khi mà cất nhà xong thì chắc có lẽ là tuần tới em sẽ qua nữa để mà em thống kê lại cái số tiền vật tư nè. Đó, rồi ở cửa hàng vật tư thống kê lại thì còn bao nhiêu tiền thì mình sẽ tiếp tục mình mua đồ dùng cho gia đình của mình. Đó. Rồi hôm nay có đi bán số gì không? Bán số không về mua quá trời. Được nhiêu tờ chị? Dạ ngày cũng được 100 vé, bán hết lấy 50 vé không hết. Còn bán thì không hết thì không đi về. Còn anh Sang? Nhà nó phụ này nè, phụ này nè. Mấy cưa cây đồ. Cưa cây dẹp đồ. Dọn dẹp ha? Dạ dọn dẹp. Rồi hôm nay thấy nhà sạch sẽ rồi mà cái bà như thế nào, bà có la gì không? Dạ không. Có hay có mừng gì không? Bà cũng mừng dạ, lắm. Cũng ở nhà có nhìn bà cũng mừng lắm. Nhà đẹp như nhà mẹ được rồi. Nói chung mình ngăn đó đang cho mình có cái riêng tư thôi. Cố gắng làm. Quá thì có người ao ước còn chưa được cái nhà ăn gì. Có người cả cuộc đời chưa được cái nhà ăn gì. Cắt lên rồi tự nhiên nhìn thấy rộng rãi thoải mái. Chị tính ngăn ngay chỗ nhỏ đó đứng đó để cái chổng trong đó. Ngoài này cái chổng nè. Chị mua cái bàn đi nóc chở xuống rầu ngoài trước á. Thôi bây giờ chừng đó dừng cái đang ngang đây nha chị. Dừng ngang. Ngang đây nè. Ừ, dừng ngang đây nè. Vừa cái giường đi. Cái giường chị mức sáng, giường đi nè. Giống giống như cái cửa buồn vậy á. Đúng rồi, thì chị ngang thiết mà. Ngang thiết. Ngang tới đây luôn. Đúng rồi. Ngang tới đây luôn nè, rồi sẽ trong này sẽ làm cho nó cái xào quần áo. Đúng rồi. Cho nó treo quần áo. Nói chung là mình được nhiều, mình tính nhiều hay nhiều. Nói chung là anh thợ này anh làm. Nói chung phải cảm ơn anh thợ này anh làm không công. Và anh hàng rất là chắc chắn luôn á. Đó, nhà này thì mưa không bao giờ sợ tạt nữa rồi. À, quá ngon luôn rồi. Trước mùa mưa là mình an tâm rồi, đặc biệt là các bé kìa. Trời ơi, thấy khổ quá đó. Tự nhiên nó đi bán vé số cho chị biết đâu. Mẹ đây thấy tự nhiên thấy nó cũng như là kiếp trước mắc nợ nó vậy đó. Y như mắc nợ vợ chồng nó luôn. Lao cho sạch sẽ đồ nữa đi gom rồi lại. Có bao gạo đem lại rồi luôn, 50 tí luôn. Biểu tượng của khui, bữa về nhà mới mới được quyền khui. Gửi cho bà về chồng luôn hả chồng? Ừ, bữa tao dẫn sang là không có khui bao gạo đó ra. Để chừng nào về nhà mới mới khui. Rồi sao có nói cảm nghĩ gì không? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ được được ngôi nhà che nắng che mưa, rất là mừng. Chị? Dạ, em cũng có mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em. Quá khổ. Rồi sao em nhìn chị nó không có một cái sức sống vậy ta? Em không gòn. Em đã đen mà chị còn đen hơn em. Tự nhiên nó đi bán trên đường chị. Chị thấy chị đồ nghiệp quá, thấy mấy đứa nhỏ. Cái này là tạm bỏ không có được nè chị. Không, tại thợ ta thương vậy. Nói với anh thợ xây cái này lên vài viên cho em luôn. Xây đứng lên vài viên đi. Ba, hai là hai viên gặp luôn đi. Xây dừng lên á. Xây chặn lại luôn á. Dạ, xây luôn đi ha. Hồi sáng này chị xuống sớm, chị chạy xuống hơi, chị giấc này chị xây luôn. Con này nữa gỡ ra luôn. Bỏ hết. Ừ. Không, bữa nay giấc này chị kiếm tiền đi là chị bỏ hết luôn rồi. Chị bỏ hết luôn. Nói chung là chắc chắn thì chắc chắn rồi đó. Chắc có thể là cô bác của anh chị sẽ nói là ôi sao gạch chưa đẹp. Vì gạch này vừa tận dụng vừa ấy, mình làm chủ yếu là cho nó an toàn, cho nó sạch sẽ. Còn đẹp thì mình tính sao. Và làm mấy cái chuyện đó thì được. Cái này là cái nhà vệ sinh đó nữa là đẹp và Mạnh Thường Quân sẽ luôn ủng hộ mình. Mình cứ làm sao đúng với cái lương tâm của mình là được rồi.
ha. Và mình xài Mạnh Thường Quân cho mình chỉ cho một lần thôi, và họ giúp đỡ lúc mình khó khăn nhất ha. Chứ mà người ta không bao giờ người ta giúp đỡ mình hoài được, tại vì mỗi giúp đỡ thì theo cái duyên ha. Và mình phải cố gắng mình vươn lên, từ đó mình cố gắng mình vươn lên. Và sau khi có nhà cửa ổn định, có việc làm ổn định thì cố gắng cho các bé nó đi học à, làm giấy tờ hồ sơ gì cho các bé đi học vào đầu năm sau giùm em. Học cái gì khó thì cứ hỏi em à, em hỏi người ta. Thôi một lần nữa thì cảm ơn chị Bùi Hồ Sức. Dạ, cho em xin cái chải nấu cơm đúng không anh? Không, được. Không, đã có làm. Rồi rồi, không sao, cứ đó đi để em lo cho. Để đi ta hàng cho cái ghế bằng sắt luôn. Nói chung là em làm cho chị có một cái bếp ga đây nấu ăn ổn định, yên tâm đi, không sao đâu. Rồi, chắc có lẽ là chia tay gia đình mình ơi, em về ha. Dạ. Rồi. Vui lên ơi, cười lên ơi. Sang Trang. Anh sang chị Trang. Ôi ôi em nhớ tên quá đẹp mà người quá xấu. Không xấu. Trong lòng là đẹp là được rồi. Ha, đẹp tấm lòng là được rồi. Hôm nay thấy rồi, vậy đó. Nó cả có người cả một đời chưa được có cái nhà y như mày luôn đó thiệt. Mày hên lắm, là kiếp trước mày có tu mày mới gặp được hồn à. Thiệt luôn. Vậy em gặp là gặp tao giới thiệu được mẹ đây ra để tình mắc nợ. Vậy là em ở trên núi xuống rồi. Có tu à, thôi chào gia đình mình nó chơi thôi. Cô bác quý anh chị xin một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin để có ngôi nhà này thì xin chân thành cảm ơn chú Hải là Việt Kiều Úc, chị Xuyên ở Nhật Bản và chị Yến ở Sài Gòn đã ủng hộ cho gia đình anh Sang có một ngôi nhà mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở lớp sau ha.